Văn Bình. Đường truyền dành cho anh Đức. Vẫn là Văn Bình. Kesley dứt điểm. Huỳnh Kesley Alves sinh ngày 23 tháng 12 năm 1981 là một cầu thủ bóng đá nhập quốc tịch Brazil, hiện đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Kesley đã đạt được rất nhiều thành tích kể từ khi còn trẻ. Ngay mùa giải đầu tiên đầu quân cho BKMX Bình Dương năm 2005, Kesley đạt danh hiệu vua phá lưới với 21 bàn thắng, đồng thời là cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. Năm 2011, Huỳnh Kesley đạt giải quả bóng đồng của Việt Nam, chứng minh khả năng tuyệt vời của mình. Ôi Kesley, wow, lâu lắm mới gặp. À, khỏe à, Thanh khỏe, Thanh khỏe. Em mới làm việc ở đây. À, Kesley khỏe không? Khỏe, cảm ơn. Thanh khỏe không? Thanh khỏe. Hôm nay sao Kesley có mặc ở đây? Kesley có làm việc ở VPF. Ờ. Cái chụp hình. Chụp hình giới thiệu giải đấu. Ồ, ngày xưa Thành với Kesley thì hình như là có công tác hay không nhỉ? Ngày xưa đá Bình Dương ấy. Hình như không đúng không? Dạ, không. Chắc đây là cái mới của V-League rồi. Mới V-League 2019. 2019. Thế thì Kesley thi đấu thành phố là được mùa này mùa thứ hai rồi đúng không? Mùa năm ngoái là rơi dài thôi. Lửa giai đoạn. Lửa giai đoạn. Tại là Bangkok là qua Việt Nam rơi dài. Năm nay là full, one season. Rất nhiều năm không gặp Kesley nhiều gì vẫn phong độ lắm. Thế thì sau nhiều năm rồi, Kết ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thành không nhớ. 14 năm rồi. 14 năm hình như 2005. Đúng rồi, bây giờ Kelly đã 2 năm ở Bangkok. Ừ. Đá ban là 12 năm, bây ở Việt Nam, live Việt Nam là 14 năm. 14 năm Thành vẫn nhớ mà, năm đầu tiên Kết đá thì Thành có nhớ năm đấy Kết là vua phá lưới. Đúng rồi, 2005. Ấy năm đấy Kết ghi bao nhiêu bàn? Năm ngoái hả? Không, năm 2005. 21 bàn. 21 bàn, wow. Đã bị ai phá chưa? Có. Có rồi à? Thì sau nhiều năm thế thì cuộc sống của Kesley ở Việt Nam ấy thì nó có cái gì thay, có cái gì tại vì văn hóa Brazil khác văn hóa Việt Nam, thì Kesley có gặp khó khăn gì trong cuộc sống không? Đồ ăn thôi. Đồ ăn thôi à? Bây giờ mấy tháng thôi, mấy tháng em adapt very quick. Rất nhanh á, không sao. Đội ăn weather nóng hơn. Nóng hơn, không sao. Thành cũng biết là tại vì Kết cũng bà xã rất là giỏi giang, rất là đều. Thế bà xã cái nhiều việc đúng không? Thế Thành cũng biết là Kết có một cậu con trai của Kết cũng đang được ở học viện Juventus. Thế thì ví dụ cuộc sống ở Việt Nam với Brazil ấy, thì có gặp khó khăn gì không? Dạ không, con lớn mà đã Juventus rồi, bạn rất giỏi. Nói tiếng Việt tốt không? Nói giỏi. Tiếng Brazil, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Bologna, tiếng Anh. Oh, good. Con lớn, con nhỏ luôn. Thế thì con Kết đấy, chơi striker hay defense? Striker. Có gen của Kesley rồi. Con nhỏ là... thích basketball. Basketball. Tiếng Việt là bóng rổ ấy. Thì ví dụ như Thành với Kết là bằng tuổi nhau, 81, nhưng mà Thành thấy Kết vẫn có phong độ lắm. Thì có một cái bí quyết gì mà Kết giữ được cái thể trạng có thể thi đấu ở đỉnh cao nhiều năm như thế? Cái sự chuyên nghiệp ấy. Thì Kết có bí quyết gì để chia sẻ với những cầu thủ trẻ Việt Nam để các cầu thủ trẻ có cái sự nghiệp dài hơn? Yeah. Sao bằng cái không không rượu bia, không rượu, không bia, không bia, no smoking, không đi chơi nhiều, đi chơi về nhà tối trẻ không đi chơi, cái là thích ở nhà gia đình á, coi phim ở nhà, đi bà xã hai con á, cái là không đi chơi nhiều, không bia. Thế thì trong cái tập luyện ấy thì nó có giúp mình duy trì cái thể trạng lâu không? Kesley á, năm nãy là Kesley mới làm là physical test nè. Holy Min Trung nói ok, Kesley very good. Wow, test. Physical test, yo. Wow, Thành biết. Kesley làm hết luôn mà. Vẫn khỏe lắm luôn. Good nói ok, Kesley chạy dâm cô tô trẻ vậy. And good, Kesley experience. So together with cô tô trẻ là good.
giúp thế thì thầy cũng hy vọng là Kép có thể thi đấu nhiều năm nữa, truyền được những cái kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ Việt Nam, để các cầu thủ trẻ Việt Nam có học hỏi được Kép nhiều hơn, nhất là ở những cái kỹ năng dứt điểm. Thế thì Thành cũng muốn hỏi Kép ấy, Kép có thể chia sẻ một số cái kỹ năng mà của một tiền đạo á. Tại Thành nhớ là Kép cứa lòng chân phải ấy. Oh, very good. Khó phải tập xong phải tập thêm. Tập thêm. Chân phải, chân trái tập thêm á. Thành biết cái này là chung cái này á. Phải tập thêm. Nếu không tập thêm là chúng ta sẽ không giỏi được. Jump cô tô khác. Phải tập thêm. Thành hiểu rồi, vậy. Tiền đạo thì cũng như hậu vệ thôi, chúng ta cần chăm chỉ hơn người nào? Chăm chỉ hơn người khác đúng không? Đúng rồi. Chúng ta phải chăm chỉ thì chúng ta giỏi hơn. Tắp xong phải tắp tiền. Phá bóng, đánh đầu rất nhiều cái để chúng ta tập đúng không? Đúng rồi. Nếu muốn đạt tốt hơn tiền đạo khác phải tập thêm hơn. Ừ. Phải tập nhiều hơn. Tại vì trong cái quá trình mình tập thêm mình phát triển được nhiều kỹ năng khác đúng không? Theo Thành thì Thành thấy nhiều cái sự khác biệt từ cái hồi Kép với Thành đá ở Bình Dương ấy thì đến bây giờ V-League ấy thì Kép có thấy nhiều sự thay đổi không? Có thay đổi là nhiều cầu thủ trẻ. Nhiều cầu thủ trẻ. Bây giờ không khác nhau nhiều á. Ừ. Đa bản là phải bây giờ có experience nó. Ừ. Nếu đá với cầu thủ trẻ, cầu thủ lớn là được giống nhau hết. Nhưng mà Thành muốn hỏi là về công tác tổ chức giải đấu, về cái hình ảnh. Như ngày xưa Thành với Kép ấy thì là rất ít có công tác truyền thông, công tác hình ảnh. Bây giờ thì Kép có thấy sự khác nhau nhiều về cái công tác tổ chức giải đấu không? Có, bây giờ có cầu thủ tốt hơn chút nè. Trẻ bài tốt hơn. Chút đã trùng á. Có cầu thủ lớn bài very good. Bây giờ cô tu trẻ nhiều lắm. Nhiều. Thành cũng nhìn thấy rất nhiều công tác được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Đúng rồi, chuyên nghiệp hơn. Thành cũng chúc Kép một mùa giải thành công. Năm nay thì cô sẽ có thể là một lại vua phá lưới tiếp không nhỉ? Không biết bây giờ Kelly có lên á, Kelly Ho Chi Minh á, cô lên đã tốt hơn năm ngoái á. First là Colombo đã ok, good. Ok, cái này vút phá lưới, không vút phá lưới không sao. Phải Colombo đã tốt hơn năm ngoái, ok, cái này vui. Thế Thành chúc Kép một mùa giải thành công nhá. Có gì chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn nhiều. Chúc mừng năm mới nha. Thank you.